Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 5 là phép cộng và phép nhân về phần lý thuyết ha nè. Về phần lý thuyết như là hai ví dụ 5 và ví dụ 6 rất là hay. Ok. Như vậy thì trong clip hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn em làm ở cái bài 26 và bài 27 em nhé. Được không nào? Rồi. Chúng ta sẽ đi xem cái bài 26 em nhé. Để nói nâng cao thì chắc chắn nó phải khó hơn một chút so với là sách giáo khoa và sách bài tập, nên là các em phải cố gắng, được chưa? Ta đi sang bài 26 này. Câu A. Cái đề bài này là tính, ở đây là tính các tổng này. Ở đây các em xem này, 1 này cộng 7 cộng 8 cộng 15 cộng 23 cộng cho tới 160. Các em thấy quy luật này, các em nhìn vô, các em bạn nào thấy quy luật chưa nào? Hai số cộng lại sẽ ra số đằng sau của nó. Hai số cộng lại liền kề cộng lại thì ra số đằng sau của nó. Thầy nói này, 1 cộng 7 là bằng 8 này, như vậy ra 8 này. 7 cộng 8 thì bằng gì? 15 này. 8 cộng 15 thì bằng 23. Có đúng không? Sau đó các em lấy 15 cộng 23 thì lại bằng bao nhiêu em? 5 cộng 3 là 8, 1 cộng 2 là 3. Như vậy số 38 ở đây. Có đúng không? Tiếp tục các em lấy 2 này cộng lại thì bằng bao nhiêu? 8 cộng 3 là bằng 11, nhất 1 nhớ 1, 3 cộng 2 là 5, nghĩa là 61. Không? 61 mà cộng cho 38 thì bằng bao nhiêu nè? Các em 99 đúng không? Và lấy 2 này cộng lại thì 9 bằng số 160 đây. Như vậy ba cái số còn điền ở đây theo luật thầy gạch trong ở phía dưới để các em dễ thấy. Ok, 160 thầy là ghi 16 ở đây. Rồi, các em hiểu chưa nào? Thì đối với bài này á, thì chúng ta không có quy luật nào mà để chúng ta nhóm để cho mà nó ra được tròn trục các em ạ. Nha. Mà ở đây các em sẽ tính tổng hết cái đây. Cộng dồn lại 1 cộng 7 cộng 8 cộng 15 cộng 23 cộng 38 cộng 61 cộng 99 và cộng 160. Và kết quả ở đây sau khi mà chúng ta tính ngoài nháp thì nó sẽ bằng là 412. Quan trọng là các em phải biết cách tìm ra ba cái số để các em điền vào chỗ trống này, để chúng ta phải thấy được cái quy luật của nó. Cứ hai số đằng trước cộng lại ra số đằng sau, được chưa? Ta đi sang cái câu B các em. Các em nhìn xem thử nó sẽ có cái quy luật gì. Bạn nào biết? Bạn nào thấy quy luật nào? Các em thấy nè, đấy nè, 1 cộng 4 này thì bằng 5, 4 cộng 5 thì bằng 9, 5 cộng 9 thì bằng 14. Ha, thấy chưa? Cũng là hai số liền cộng lại ra được số thứ ba liền kề ha. 9 này, 14 này. 9 cộng 14 thì bằng bao nhiêu? Bằng 20, 13. 14 cộng 23 thì bằng bao nhiêu? Là bằng 30, 17. 37 cộng 23 thì bằng 60. 60 cộng 37 có phải là đây là 97 không nào? Đó. Bây giờ đợi tính ở cái bài đây thì nó cũng có một tí quy luật như này nha em. Các em lấy 1 cộng 4 cộng 5 riêng nha. Có được không? Cộng cho 9 cộng cho 14 nha, cộng 23. Còn không em tính ra luôn cũng được. Không sao. Hồi nãy thầy định chỉnh chỉ cho em ở cái này nhưng mà nó cũng không có gọi là tròn trục này nọ nên thầy cũng không muốn chỉ. Ví dụ như bài này cũng vậy này, các em lấy 1 cộng 7 ngoặc lại chia 8, không, lấy 15 cộng 23 ngoặc lại để 38 riêng, lấy 61 cộng 99 ngoặc lại cộng 160 thì nó giống như bài này thôi, nhưng mà nó cũng không được hay lắm nên thầy cộng ngoài nháp và ra cái số này luôn. Các em hiểu chưa? Như vậy ra được 5 cộng 5 này, 23 cộng 23 vậy chứ có ở đâu, 97 cộng 97, được chưa? Thì khi ra như này thì các em bắt buộc cũng phải tính thôi chứ không có cách nào mà ra nhanh được em ạ. Và chúng ta tính toán vào ngoài nháp những cái số này cộng lại thì ra được là 250 các em nhé. Các em có hiểu không? Ok. Rồi, các em đi câu C.
các em có dạy cái đúng không? Đúng như thầy không? Tại vì trong clip trước thì thầy quay để cho các em xem á, xem cái bài này trước. 22 nhân với 72 ha. Xem cái bài này trước thì các em phải tự giải ha. Nếu em muốn thi học sinh giỏi cấp huyện trước rồi muốn đi cấp tỉnh, nói cấp tỉnh thì em phải ôn luyện cho dữ mà nhiều mà ha. Ở đây em thấy này, để ý này, số 78 này, đây 78, đây 78 này, 1, 2, 3 nên nhóm 3 này lại, sau đó em sẽ đặt 78 ra chung, bên trong còn lại là 31 này, cộng 24 này, và cộng cho 17. Còn riêng cái số 22 nhân cái 72 cứ để đó, nhưng mà phải viết lại chứ không phải vứt đi rồi trên trời rơi xuống rồi ráp vô là không được, hiểu chưa? Rồi em có 78 nhân 31 này, cộng 78 nhân 24 này, cộng 18 nhân 17 này là một nhóm, cộng 22 nhân cho 72, được chưa? Ok, như vậy ở đây chúng ta sẽ có 78 đặt ra chung, bên trong vô lại là 31 này, 24, 17 này, ta cộng lại, cộng 22, ở đây là 72, 78, ta lấy 3 này cộng lại thì kết quả nó được, đó chính là bằng 70, 72 cộng 22 nhân cho 72 ở đây, được chưa? Như vậy ở đây các em thấy có 72 chung này, thấy không? Như vậy thầy sẽ đặt 72 ra chung, bên trong còn là 78 cộng 20, 12. Như vậy 72 nhân ở đây cho 100 thì ra được là 7200, xong. Bài này thì nó hay cái là ra số tròn trục là 100 này. Ok. Còn đó câu A câu B thì các em nhìn vô các em sẽ thấy quy luật ngay, đúng không nào? Và các em tìm các cái số để các em điền vô. Ở đây là các cái số mà các em cần điền, đó chính là gì các em? Đây 23 với lại là 37 đấy. Rồi, ta sẽ đi sang bài 27 em nhé. Ok. Rồi, ta đi sang cái bài 27 nha. Bài 27. Ta có câu A này. Hãy viết liên tiếp từ nha. Cái bàn hơi rung. Rồi, hãy viết liên tiếp 20 chữ số 5 thành một hàng ngang rồi đặt dấu cộng xen giữa các chữ số đó để được tổng bằng là 1000. Các em hiểu cái đề bài người ta nói nha. Ở đây các em sẽ viết là dùm thầy là 20 chữ số 5. Sau đó các em sẽ dùng là cái dấu cộng để mà các em xen giữa những cái số 5, chữ số 5 đó để làm sao đó cái tổng là nó bằng 1000. Bây giờ thầy thử test nhanh. Ở đây là thầy đang giảng nha. Ở đây làm nháp nha. Thầy đang làm nháp nha, chứ thầy chưa nói là đáp án chính xác nha em nha. Thì cái này á, bắt buộc là phải có tờ giấy nháp, sau đó em thử. Thầy lấy ví dụ này, ví dụ 55 này, 1, 2 chữ này, 55, 2 chữ, 55, thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chữ rồi. Thầy quất cái 55 nữa thử ngay. Rồi thầy cộng cho 5, rồi cộng cho 5. Như vậy mấy chữ rồi? 1, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 rồi đúng không? Cộng cho 55, đúng không? Cộng cho 55 nữa là 14 này. Cộng cho 55 à. Rồi cộng cho mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mới 16 chữ thôi. Quốc cái là nếu mà điền 5, 5, 5, 4 chữ số 5 thì nó vượt quá 1000 rồi. 3 chữ số 5 đi với 5 đây, sau đó các em tính tổng cái này thử nó có bằng không nha. Các em thấy nè, hai này cộng lại là bao nhiêu? 110, 110 này, 110 có đúng không? Hai này cộng lại nữa, như vậy nãy giờ là 3 lần 110 rồi thì người ta cộng lại là trở thành là 330, cộng 10 đây nữa là 340, có đúng không? Rồi, 340 mà cộng với lại là 55, 593,
395. Đó, 395 mà các em cộng cho 5 0 1 5 1 mới 950 à. Xí số ha. Không bằng, chứng tỏ cái này sai. Chúng ta không được lấy cái hàng này. Đó, theo thầy nghĩ á, 1000 á thì để mà mấy cái chữ số 5 này á là nó gần với 1000 này thì chắc chắn là phải có ba số 5 này. Đúng không? Như vậy thì ở đây 3950. À, như vậy thì ở đây chứng tỏ là ngay chỗ đây là 55 rồi này. Bỏ số 5 này đi. Như vậy này, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 là thành 4, nghĩa là 4 nghe mỗi cái 4, 110 nhân cho 4 là 400. Đúng không nè, 440 ha. Có đúng không? 440 cộng với 5 nghĩa là 445. 445 cộng với 555 là bằng 1000, đúng rồi. Như vậy là có 3 chữ số 5 dính liền và 1 chữ số 5 rời, còn lại là tất cả là 2 chữ số 5 dính liền là 5555. Là 1 2 3 4 5 6 7 8. Được không? Hiểu không? Rồi, như vậy thì cái kết quả giải ở đây, sau khi mà game thử nghiệm và test xong để game có cái đáp án đúng, thì ở đây game thấy là 27 câu A này, đáp án chính xác của ta là gì? Cái số lớn đầu tiên game ghi trước và ghi 8 lần. 8 lần là hai số là 55. 8 x 2 là bằng 16 chữ số 5 ấy ha. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, và cộng với một số 5 ở đây thì chắc chắn nó sẽ ra được 1000. Được không? Tổng các chữ số này là sẽ là gì? Là 20 chữ số 5, và tổng là xen kẽ các cái dấu cộng thì được 1000 ở đây. Được không nào? Ok, ta đi sang ở cái câu B nhé. Tương tự như vậy thì chúng ta có câu B này em. Hãy viết liên tiếp 8 chữ số 8, 8 chữ số 8 em nhé, thành một hàng ngang rồi đặt dấu cộng xen giữa các chữ số đó để được tổng bằng 1000. Thì cái bài này kem phải thử. Phải thử nhiều cái. 8 chữ số 8 giống như thử chữ số 5 hồi nãy á, 20 chữ số 5 á, mà kem cộng tổng ở đây là bằng 1000. Thì đây nó không có rất là nhiều cách em ạ. Nhưng mà sau khi kem thử á, này nọ, thì chúng ta phải đưa ra cái đáp án chính xác làm như nào đó mà chúng ta cộng lại là bằng 1000. Theo thầy á, để 1000 cái số gần nhất đó chính là 888 mới đã. Chứ nếu em thêm số 8 nữa là nó lớn hơn 1000 là không được. Có đúng không? Là 3 chữ số 8 rồi này. Có đúng không nào? Các em sẽ cộng với 88 nữa là 5 chữ số này. Cộng với 3 chữ số 8 riêng nữa các em. Là 8. Thì cái này sau khi các em tính chắc chắn nó sẽ bằng 1000. Còn các em đã làm có kết quả cho mình chưa nào? Các em có thể comment để mà thầy trò mình có thể học hỏi với nhau. Tại vì riêng toán ấy, có thể nhiều lúc các em có thể thông minh hơn thầy đột xuất em, chứ không phải nói thầy giáo là lúc nào cũng thông minh hơn học trò đâu. Có nhiều học trò rất là giỏi và làm theo cách khác so với giáo viên. Cái đó là thầy rất là gọi là động viên các em nên suy nghĩ. Có nhiều cách trong bài toán mà có nhiều cách làm á, thì bạn đã rất là giỏi và rất là thông minh và sau này rất là tài. Thực sự là như thế các em ạ. Nhưng các em phải cố gắng đào sâu kiến thức, mở rộng tư duy ra, chứ không phải lúc nào cũng theo cái cách của thầy như thế này. Các em có thể thử rất là nhiều phương pháp. Cái này là cho phép chúng ta thử mà, có đúng không? Sai thì chúng ta thử cái kiểu khác. Đó. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 20, 28 rồi đi. Ok. Cảm ơn em đã đăng ký khóa học online. Chúc em học tốt em nha. Bye bye.